và anh Tuấn anh cũng rất là nhập tâm. Thì anh đốt tay ảnh, Tuấn mà đi sự kiện anh thấy mình cười những lúc mà nó rất là phi lý, là rõ ràng là do ông chọc. Nhưng mà trong quá trình mà quay phim á, trong cái tuyến cùng với là anh Tuấn á, thì có cái điều gì, kỷ niệm gì thú vị của Đào với lại anh Quang Tuấn không? Thú vị với anh Quang Tuấn thì rất là nhiều thứ, bởi vì anh Tuấn á, ảnh có vẻ là trầm tính hoặc là hiền queo hoặc là kiểu sát nhân máu lạnh ở trên màn ảnh vậy thôi, chứ anh Tuấn ở bên ngoài ảnh là người rất là hoạt ngôn, hay trêu ghẹo mọi người. Tất cả những cái lần nào mà anh Đào đứng gần anh Tuấn và đi sự kiện, anh thấy mình cười những lúc mà nó rất là phi lý, là rõ ràng là do ông chọc. Ông hay bỏ nhỏ, ông hay nói một cái gì đó sẽ làm mình phì cười và mình không thể nào tập trung vào mọi người đang nói cái gì. Ảnh lúc nào cũng phá, cũng ghẹo mọi người, làm cho cái không khí làm việc lúc nào nó cũng gần gũi, dễ thương. Nói là về kỷ niệm đáng nhớ với anh Tuấn hả? Chắc là anh Đào cũng phải nể anh Tuấn lắm. Bởi vì nhân vật anh Tuấn là thủ vai Tam, thì sau cái sự kiện mà mất con á, rất là đau lòng vậy, thì và cả cái nghề nghiệp là đốt củi á, làm than á, thì nhân vật đó rất là hay dùng bật lửa đốt vào tay. Mặc dù làm phim là mọi người sẽ có hóa trang, sẽ có bảo vệ cho diễn viên rất là nhiều, nhưng mà vì cái cảnh nó diễn rất là dài và anh Tuấn anh cũng rất là nhập tâm, thì anh đốt tay ảnh, mặc dù là đã có một cái miếng da giả trên tay nha, nhưng mà nó vẫn để lại cho ảnh một cái sẹo rất là lớn. Anh chia sẻ cái đó, anh Đào thấy khi mà người ta thật sự là người ta nhập tâm vào nhân vật á, người ta thả hồn theo câu chuyện á, mình không biết được là họ sẽ sống nó bay bổng như thế nào với nhân vật của mình đâu. Thật sự nó làm cho anh Đào cũng thấy rất là ấn tượng với anh Tuấn. Có nghĩa là họ cũng lăn xả, thì đây cũng là một cái điều mà cho thấy rằng là Đào cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì thấy các nhân vật, các anh chị ở xung quanh mình đều là như vậy. Có lúc mà khi nào mà ngồi lại á, tự ngẫm với mình, Đào có nghĩ rằng đây chính là dự án mà Đào đi tìm bấy lâu nay không? Anh Đào hơi tham. Anh Đào hơi tham. Bởi vì mình biết là mình thèm khát dự án, mình thích làm nhân vật và mình được truyền cho cái lửa rất là nhiều, mình học hỏi được kỹ năng rất là nhiều. Nhưng mà cái hành trình của mình á, nó sẽ còn rất là dài phía trước nữa. Cái dự án này chắc chắn nó sẽ là cột mốc. Nó sẽ là một cái điểm sáng, một cái gì đó mình làm cho mình cảm thấy là mình ấm áp khi mình nhớ về trên cái đoạn đường nghề này. Nhưng mà mình cũng không thể nào biết được phía trước mình có thể nhận được những cái điều ngọt ngào hơn khác nữa hay không. Mình biết là chắc chắn là nó sẽ khó để có thể trùng lọc lại, tái hiện lại những cái cảm xúc này và những cái điều đẹp đẽ này. Nhưng rõ ràng nó là những cái cột mốc rất là riêng biệt, mình không thể so sánh với những cái khác nữa. Thì anh Đào hy vọng là ở phía trước là mình vẫn sẽ có những cái dự án làm cho mình cảm thấy là nhiệt huyết giống như vậy. Không, Huy cũng tin là như vậy đó. Huy tin rằng là chắc chắn là Đào sẽ có nhiều dự án đặc biệt hơn ở phía trước. Tại vì bằng một cái trường năng lượng thôi, mình ghê quá vậy hả? Cảm nhận được trường năng lượng. Tại vì nếu mà mình thấy một người tích cực đó, thì cái năng lượng của họ mình cũng sẽ cảm nhận rất là rõ qua ánh mắt hay là cái cách mà họ nói chuyện với mình. Còn người thì mình dễ mà. Còn người nào ví dụ như mà mình thấy họ đang u buồn, nói chuyện hồi là cũng lòi ra là họ đang u buồn thôi. Đó, thì đó chính là những cái điều mà liên quan cánh cửa đỏ này Huy muốn khai thác với anh Đào với tất cả quý vị khán giả. Nhưng mà trước khi khép lại cánh cửa đỏ này thì mọi người cũng rất là quan tâm là sau cái dự án này thì có cái dự án nào đặc biệt ở phía trước mà Đào đang chuẩn bị thực hiện hay là sắp sửa ra mắt hay không? Chắc là mọi người cũng thấy là gần đây anh Đào xuất hiện với tóc ngắn nhiều hơn đúng không? Thì đây là một cái thay đổi về mặt hình ảnh anh Đào chuẩn bị cho dự án phim điện ảnh và đã quay xong rồi, hy vọng là trong năm tới thì sẽ kịp để ra mắt với khán giả. Và cũng còn một hai dự án ấp ủ khác nữa, chỉ khi nào xong thì là mọi người sẽ hay phải biết, mọi người anh Đào sẽ chia sẻ mọi người biết.